Thưa quý vị, vào tối qua ngày 20 tháng 7, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, khi mà hàng trăm người dân xã này cùng một số xã lân cận đã tụ tập khống chế hai đối tượng đi trên chiếc ô tô hiệu Fortuner mang biển kiểm soát Hải Dương. Chưa dừng lại ở đó, những người dân nơi đây đã đẩy chiếc xe xuống ruộng và châm lửa đốt chiếc xe cháy rụi hoàn toàn. Vâng, theo lý giải của những người dân nơi đây thì nguyên nhân của hành động này là do các đối tượng trên đã có hành vi thôi miên và bắt cóc trẻ em ở trên địa bàn của xã Hồng Lạc. Trong khi đó, theo xác minh ban đầu của cơ quan công an thì hai người đàn ông đi vào làng đều là những người có nhân thân tốt và lai lịch rõ ràng. Ngày hôm nay, lực lượng chức năng của tỉnh Hải Dương vẫn đang khẩn trương hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ đốt ô tô xảy ra tối qua tại xã Hồng Lạc. Những người dân hiếu kỳ vẫn tập trung tại khu vực này. Tháng nay là nó rất là nhiều những cái vụ liên quan đến cái trường hợp là thôi miên hay là lừa đảo những cái gì là đã trường hợp này nó xảy ra một tháng nay rồi, là xã mới này cả xã này đã thông báo lên loa lên chính quyền hết tất cả để bà con hàng xóm là có nghĩa là đề phòng thôi. Cũng theo anh Bắc thì vào tối qua khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phía gia đình nhà chị Quyên ở gần đó, rất nhiều người dân đã tập trung về khu vực này. Do quá phẫn nộ trước hành vi của các đối tượng, được cho là có ý định bắt cóc cháu bé nhà chị Quyên, người dân đã đẩy chiếc xe xuống ruộng và đốt. Tại hiện trường, người dân nhìn thấy nhiều vật được cho là công cụ hỗ trợ để bắt cóc trẻ em. Dân mở cốp xe ra, lật xe ra thì rất nhiều thuốc vãi ra đường, bảo nhiều lắm trắng hết đường thôi mà. Em hôm nay thì được biết đọc báo thì chưa thấy nói là đã xét nghiệm xem nào, lúc đấy nó là thuốc gì. Việc người dân nghi ngờ các đối tượng lạ mặt có hành vi bắt cóc trẻ em không phải là vô cớ, bởi theo họ, trước đó tại địa phương này đã xảy ra tình trạng một số đối tượng thực hiện việc gây mê rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cái câu chuyện mà bắt cóc trẻ em hoặc thôi miên thì đến giờ phút này cơ quan công an đã có thông báo với chúng tôi là kết luận là không có cái việc đó xảy ra tại địa bàn. Thế nhưng mà duy xuất phát ở cái việc cái ô tô bị đập phá, một số đối tượng quá khích đập phá và cái câu chuyện mà cái ô tô cháy thì hiện tại thì cơ quan công an cũng đang điều tra để có kết luận cuối cùng. Thực hư câu chuyện đốt xe và đánh các đối tượng bắt cóc hiện đang được cơ quan điều tra công an tỉnh Hải Dương tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, sự việc xảy ra tại Hải Dương như một lời cảnh báo về tình trạng mất an ninh trật tự tại các địa phương trên địa bàn cả nước, nhất là ở các làng quê, khi tình trạng trẻ em được cho là mất tích vì bị bắt cóc liên tục gia tăng trong thời gian gần đây. Vâng, theo tìm hiểu của phóng viên thì chủ nhân chiếc xe Fortuner bị đập phá và đốt rụi vì nghi thôi miên bắt cóc trẻ em ở Hải Dương là anh Trịnh Mạnh Hải, sinh năm 1980, trú tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Anh Hải thì là giám đốc một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Khoảng 18 giờ chiều ngày hôm qua thì anh Hải cùng lái xe là Lê Văn Nam đi ô tô về nhà vợ ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà chơi. Và trên đường về, hai anh này có dừng lại hỏi mua đồ gỗ và có nói chuyện với một phụ nữ tên là Quyên. Trong khi mà đang trao đổi với anh Hải thì chị Quyên thấy chóng mặt, mệt mỏi và nghĩ là mình đã bị thôi miên như là một số thông tin đã đọc được ở trên các trang mạng xã hội. Chị Quyên đã chạy ra ngoài chi hô mọi người đến cứu. Thấy chị Quyên cầu cứu thì nhiều người đã kéo đến đòi đánh anh Hải và anh Nam. Dù lúc này thì anh Hải gọi điện cho vợ và người thân đến nơi để có thể giải thích nhưng mà cũng không được. Và trong đám đông thì có một số đối tượng quá khích đã kích động một số người lật xe ô tô của anh Hải xuống ruộng và đốt cháy hoàn toàn. Vâng, nhận được tin báo, công ty huyện Thanh Hà đã đến hiện trường bảo vệ an toàn anh Hải và người thân đi cùng. Sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục thì đến khoảng 1 giờ 30 sáng nay ngày 21 tháng 7, công an huyện đã đưa nhóm người của anh Hải rời khỏi đám đông về trụ sở công an huyện an toàn và ổn định tình hình. Công an huyện Thanh Hà cũng đưa chị Quyên đi khám sức khỏe, xét nghiệm, các chỉ số của chị thì đều ở trong ngưỡng an toàn bình thường. Vâng, trong khi đó thì anh Hải và anh Nam cũng được xác định là có nhân thân tốt, có lai lịch rõ ràng. Trong quá trình mà giao dịch với vợ chồng của chị Quyên thì cũng không có biểu hiện gì là mờ ám hay là nghi vấn cả. Công an của huyện Thanh Hà cũng loại trừ khả năng là những người này dùng thủ đoạn thôi miên, đánh thuốc mê để lừa chiếm đoạt tài sản của chị Quyên hoặc là bắt cóc trẻ em như là người dân đồn đoán và đã suy diễn.